cả nhà nha. Hồi nãy thì anh Huy và em đang livestream á, thì có một là hai thanh niên đi ngang qua và ném một đống giấy lên đầu, sợ tưởng là chuyện gì xảy ra, thì hai giờ là tính tờ giấy này cả nhà, quá sợ luôn. Cái này là bên đòi nợ đấy cả nhà, đòi nợ nó bắt những tờ giấy này. Hồi nãy con nó hỏi mẹ bé Hiền coi sẽ giải quyết vụ này ra sao, thì mẹ bé Hiền nói là sẽ gọi lại cho bên mà vay tiền coi sao nó làm như vậy. Bây giờ đang cảnh cáo, rất là sợ, rất là hoang mang. Bây giờ chị Hiền với bé Hiền đang vô trong nhà coi, gọi lại gọi công an coi có xử lý được tình huống xảy ra không cả nhà. Rất là ghê. Đấy không? Bé Hiền đang nhặt lại những tờ giấy này. Hiền ơi, con nhặt những tờ giấy hả? Con nhặt mấy cái chỗ kia luôn đi con. Bé Hiền giờ đi nhặt những cái tờ giấy truyền đơn lên nè cả nhà. Dạ chào con. Quá trời luôn, bé đang nhặt lại cho nó gọn lại. Cái này giống khủng bố của cả nhà ơi, rất là ghê. Hôm nay thì mẹ bé Hiền có bán thêm cà chua này cả nhà. Cà chua này nghe nói là từ Đà Lạt mang xuống 50 ngàn một ký. Thì ngon ha cả nhà ha. Rau rừng này cả nhà. Đây là măng. Cái này chắc khoảng hơn 10 ký một xíu. Khách đến mua này. Cái này làm mới lẹ lại. Mấy con coi chú cũng lọt cái nào để cái này đi. Ờ, đúng rồi.
Rồi mua là 5 con dao này nè, mà biết đâu mất tiêu hết rồi. Cái này là bé nó tự xuống học hay là cái lúc trước thì đã mắc nợ lâu rồi, chứ nó thấy nợ hoài, đóng tiền hoài, đi đòi hoài nó bắt mãi, nó nghĩ thì học nó hơi mệt quá. Dạ. Chứ nó nói vợ nhà nó phụ. Rồi mà ổng nói giờ cắt là phải 10 triệu, ổng cho giấy đi một giấy cắt. Không nên cắt vậy. Thì chuyện nó không có cắt cho nó. Để gì uống thuốc. Thuốc cho nó rồi mình không cắt. Hồi đó chị cũng có cắt hồi năm, nay có chục năm, mười mấy năm. Chắc là... Đúng rồi. Làm hết luôn á, chị ra chị làm luôn. Cái gì là bếp luôn.
đầu mặt nó sẽ buồn buồn là đau tay hả? Con lấy con dao con gọt đi, chứ gọt phải bung hết máu của con rồi. Đây là chỗ mà mẹ Hiền bán măng này cả nhà. Bây giờ mình có vô nhà bé Hiền chơi xíu coi sao nha cả nhà. Đây là mẹ Hiền đang gặt măng này. Bây giờ bé Hiền sẽ dọn đống này của mẹ này cả nhà. Cái vỏ này mình sẽ bỏ đi nhưng mà sẽ có thể cho bò ăn được nghe bé Hiền nói thế. Chưa tới 10 kg đâu. Chị ơi, cái này mình bỏ đi hả chị? Cái này nghe bé Hiền nói là có thể cho bò ăn mà đúng không? Bé Hiền nói là cho bò ăn được. Bỏ đi hơi phí, nó nhiều quá à. Quá trời luôn. Ký là Vũ Phúc mua với 6 ký, em mua nữa là 12 ký, 12 ký mà cái vỏ quá trời. Vỏ này có hơn 10 ký.
em á, có lẽ mình không nhớ được, tại vì mình chỉ cái tên á, không nhớ được, cũng xin lỗi bạn nha. Mình muốn có lẽ mình sẽ hỏi tình tiết. Họ nhiều quá mình đã không được đâu bạn, chỉ muốn thôi. Mua cách là được họ bé rồi, mình ở đâu? À, ở Hóc Môn các bạn ơi, ở đường Tâm Hành quốc lộ. Yeah.